Em sẽ hướng dẫn anh sử dụng cái chuột Bluetooth này. Thứ nhất, nó có thể là sử dụng một trong hai tính năng. Một là tính năng kết nối qua cái đầu nhận không dây, là đây là cái cổng này này đang để dưới này, em đang quay bằng một tay em không lấy được. Thì là anh lấy cái cổng này ra, anh cắm vào trong cái cổng đầu USB của laptop hoặc là PC ấy. Sau đó anh chuột đang được tắt đây, nó sẽ có ba nút anh nhìn nhá, ba nấc. Nấc đầu tiên là nấc dưới cùng này là off, là tắt đi. Đến nấc thứ hai anh gạt lên ở giữa đây ạ, gạt ở giữa như thế này là mình sẽ bật là on nhé. Đấy thì anh sẽ thấy này, đèn led bắt đầu nháy. Và là nấc thứ ba anh gạt lên trên phần trên cùng này thì nó sẽ nháy sáng cái đèn này. Đấy, nhưng mà sẽ tốn pin hơn. Thì ta sẽ chỉ để ở nấc thứ hai là on mà thôi. Ở chế độ này thì là nó sẽ, anh nhìn theo hướng dẫn này, nó sẽ ghi là nếu đèn nháy đỏ thì là chế độ chuột không dây qua cái này, còn nếu đèn nháy xanh thì sẽ là chế độ Bluetooth. Đấy, như này là màu xanh. Và nó ghi là đây là cái nút này là nút để chuyển đổi chế độ, anh ấn nhẹ một cái nó sẽ chuyển sang chế độ đỏ, tức là chế độ không dây. Ấn nhẹ một cái nữa nó chuyển chế độ màu xanh, tức là chế độ Bluetooth. Nếu ấn nhẹ một cái thì nó sẽ chuyển giữa chế độ Bluetooth và chế độ không dây. Còn trong trường hợp mình muốn pairing đây này, ấn giữ lâu để đèn flash nháy liên tục để vào chế độ pairing mode, thì chúng ta sẽ ấn giữ lâu một chút để nó nhấp nháy liên tục. Nhấp nháy liên tục như này để chế độ bắt đầu ghép nối với thiết bị mới. Đã là thiết kết nối với cả thiết bị thì là nó sẽ kết nối với được cả điện thoại, smartphone Android hay là máy tính laptop đều ok. Đây ạ, Bluetooth 4.0. Đấy, anh nhìn này, ok rồi đấy ạ. Và khi anh đã kết nối thì anh sẽ thấy đèn màu xanh nó sẽ không nhấp nháy liên tục nữa. Đây nhá. Đây, nó có hai nút tiến lùi để lùi trang này này. Đấy, chuột phải. Đó. Đấy nhá. Còn đến khi anh này anh ấn này, nó chuyển sang chế độ đỏ thì coi như ngắt Bluetooth luôn. Còn ấn nhẹ một cái để chuyển sang chế độ màu xanh, nó lại có Bluetooth. Chuột không dùng pin mà sạc qua đây nhé. Pin mỗi lần sạc thì dùng được khoảng tầm vài ngày, tùy theo mức độ sử dụng. À, em cảm ơn anh nhé.